Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Trôi theo làn sóng, tập 13. Hôm nay, khách mời đến với buổi livestream cam ngọt của chúng ta đó là vừa mới debut đã làm dậy nên chủ đề nóng. Nhóm tân binh nam nổi tiếng A1. Chào mọi người, chúng tôi là A1. Lần này chúng tôi đã đặc biệt thiết kế một trò chơi nhỏ dành cho A1 để kiểm tra sự ăn ý giữa các thành viên. Các thành viên chia thành hai đội. Trước đó nhóm trưởng được bỏ phiếu cao nhất, giành được quyền ưu tiên chọn thành viên trong đội. Vậy thì ai muốn chung đội với nhóm trưởng thì giơ tay nào? Không muốn bị bỏ lại. Mặc dù vậy, cuối cùng vẫn bị bỏ rơi như dự đoán, cũng thua như dự đoán, được chia chung đội với MC. Hình phạt cho người thua cuộc đó là chọn một thành viên để cùng cắn que sô-cô-la Forky. Chàng đầy địch ý, không thân, ghét sô-cô-la. Đừng chọn em, anh Lam. Nếu nhóm trưởng đã có thể chia một quả xoài với mình, bây giờ chia với nhau một que sô-cô-la, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Như vậy là được rồi đúng không? Thành phố C, điểm dừng chân đầu tiên của sự kiện ký tặng toàn quốc của nhóm A1. Anh Lan, anh cãi nhau với nhóm trưởng hả? Buổi liên hoan tối qua chỉ có mình anh không đến. Ha ha, không có cãi nhau. Hôm qua dạ dày tôi không được tốt, ăn không nổi. Tối qua mọi người đã ăn gì thế? Lẩu á, chẳng mấy khi được đến thành phố Si, đương nhiên phải ăn đặc sản là lẩu rồi. Lẩu à, tối qua mình chỉ ăn một hộp mì ăn liền, xúc xích cũng không nỡ cho vào. Tiếp theo, chúng tôi xin mời các thành viên của A1 lên sân khấu. Đi thôi, anh Lan, phải lên sân khấu rồi. À, được rồi. Á, úi. Á, á. Ôi, sao nhóm trưởng và Hoa Nhi lại bịt y tách ra vậy? Còn nhớ buổi livestream lần trước không? Nếu như người cắn Foxy là Hoa Nhi của chúng ta, nhóm trưởng nhất định sẽ không từ chối đâu. Thành viên phút chót đó tự rước lấy nhục, cao hoa CP mãi vững như núi Thái Sơn. Dán cái này vào đi, giúp giảm cân cơ. Cảm ơn nhé. Nhưng không cần đâu, coi như là tôi rèn luyện thôi. Các fan nói màu hồng là màu độc quyền của Phương Vũ, mình không dám dùng đâu, sợ bị đít lắm. Trong lúc ký tặng, không có ai trò chuyện. Mình nên ký nhanh lên chút, fan còn đợi để trò chuyện với mấy người ở phía sau nữa. Chữ ký nắng nót xinh đẹp, như con người của nhóm trưởng vậy. Lan bong bóng, anh thật sự rất đẹp trai, hãy cười nhiều lên nha. Hả? Đang gọi tôi sao? Tại sao lại gọi là Lan bong bóng thế? Vì anh luôn đứng ngoài rìa, không thích nói chuyện, cũng không dành lên hình, là bong bóng nhỏ
của A Hút đâm một cái, bụp, nó liền biến mất. Không ngờ loại tính cách này cũng có thể hút phăng tâm tư con gái như giọt kim lấy biển vậy. À đúng rồi, vừa nãy thấy dưới sân khấu lăn bong bóng bị trầy đầu gối, anh thoa cái này đi. Cảm ơn bạn, tôi sẽ dùng cẩn thận.